các bạn về cái cây này nhé. Cây này nó có tên là cây nắp ấm, hoặc nó có tên khác là cây bắt ruồi. Hình như cái này nếu mà một số bạn thì chắc cũng đã biết qua nó rồi. Nó với cái gì, cây bèo đất là hai cái cây. Bắt ruồi dùng cái chất gì của nó để dụ dỗ con ruồi, con muỗi gì đến, và sau đó nó nôm na là ăn thịt con đấy. Và đây thì nó, cái loại kia thì nó có hai cái như kiểu hai cái nắp đó, nó ọp vào nhau. Và cái loại này thì nó có cái nắp ấm như thế này đó, khi mà có một con gì vào trong này thì nó sẽ như thế nào đó, nó sẽ đóng cái nắp lại. Và ở trong này nó có một cái enzyme hoặc là axit gì đấy, nó sẽ dần dần nó tiêu hóa làm chết con đó, và nó hút cái chất dinh dưỡng của loại động vật đó. Đây các bạn có thể thấy ở trong đây có một số con kiến, ruồi gì, nó tỏa ra cái hương gì đấy để thu hút những con này đến. Và các bạn thấy đây thì cây này nó là một cái cây nhỏ thôi nhé các bạn. Ở dưới kia mình thấy một cây to lắm, để đấy cho các bạn xem. Cây này nó chỉ là nhỏ như thế này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đào nó lên, đem về nhà trồng trưng cho nó bắt ruồi bắt muỗi, không biết bắt được không. Ở vùng khô như thế này thì nó nhỏ như thế này thôi, nhưng mà một số cây nó mọc ở những vùng đầm lầy á thì nó to lắm, nó to gấp 4-5 lần cái này, to kinh khủng luôn ấy. Và mình từng có lần mình thấy ở trong đấy là một con chuột bị nằm trong đấy, không biết vì lý do gì mà nằm trong đấy không ra được luôn. Mà các bạn nghĩ một con chuột thì đâu phải là nó yếu, nó nằm trong đấy luôn mà nó chết trong đấy. Các bạn nếu mà coi phim kinh dị của Mỹ thì chắc cũng thấy một số phim nó nói về cái loại cây này ăn thịt người gì đấy, nhưng mà cái đấy chắc cũng chỉ là nói quá thôi. Cây này nó cũng là một vị thuốc nam đó các bạn, chữa bệnh gì mất trí nhớ hay là bệnh tiểu đường gì đấy mình cũng chả rõ, nhưng mình nhớ nó là một loại thuốc nam đấy. Nên mình đã đào được một cái cây như thế này để rũ đất ra đem về cho nó dễ. Nếu mà đem về được thì để cả đất đem về trồng xuống nó dễ sống hơn, còn rũ đất ra vậy thì nó hơi khó sống. Đây cây nắp ấm nhá, để mình cho các bạn xem. Hồi nãy mình cũng đã đào được hai cây, nhưng mà nó to phải 4-5 lần cái này. Dao này sắc ghê á, chảy máu tay. Đây, cái lúc nãy mình đào được đây. Và cái nó to, nó tốt, nó to như thế này, kinh khủng không. Nhưng chưa đâu, một số cây nó mọc đầm lầy nó còn to hơn nữa. Này mà có con chuột vào đây thì chắc cũng không ra được rồi. Đấy các bạn có thể thấy kiến, xác kiến ở trong này quá trời luôn. Đấy. Này nhiều nữa nè. Coi cho các bạn. Nó cũng có hoa. Thường thì nó mọc ở những trên những đồi thông như thế này. Để mình đi đào thêm một số cây nữa nhé.